Phán Trịnh Sảng tố ngược Trương Hằng cắt ghép video, cố tình lợi dụng con gái để hủy hoại người yêu cũ. Trương Hằng bị tố cắt ghép video, cố tình vu oan cho Trịnh Sảng. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây Trịnh Sảng đã bị Trương Hằng tố bạo hành con gái. Cụ thể, nam diễn viên này đăng tải một video quay vết thương ở tay của con gái dài 6cm, phải khâu 5 mũi. Cách đây 6 tháng, bé trai cũng bị bỏng ở mũi do tàn thuốc lá. Trong video, các bé liên tục khóc và nói sợ mẹ. Ngay lập tức sau đó, người hâm mộ Trịnh Sảng đã tố ngược Trương Hằng cắt ghép video, cố tình dùng con cái để hủy hoại danh dự Trịnh Sảng. Nếu thật sự có chuyện bạo hành, nam diễn viên phải báo với cảnh sát chứ không phải quay video đăng lên mạng xã hội. Không ít bình luận cho rằng nam diễn viên sợ bị vạch trần clip giả nên mới làm vậy. Phía luật sư của Trịnh Sảng cũng đăng tải văn bản chính thức phủ nhận chuyện bạo hành, cho rằng nam diễn viên nên dừng chuyện bịa đặt để lấy sự thương hại của dư luận. Cảnh sát và bệnh viện bên Mỹ đồng thời bác bỏ thông tin Trịnh Sảng bạo hành con như Trương Hằng tố. Những ngày cô được thăm nuôi con thì Trương Hằng làm mọi cách khó dễ, không cho cô gặp mặt. Nam diễn viên cũng không trả được 20 triệu nhân dân tệ cho Trịnh Sảng nên đã quỳ lạy, dập đầu xin cô tha cho mình nhưng nữ diễn viên không đồng ý.